Ngày 29 tháng 6 năm 2024, phường Đoàn Châu Phú B tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm vì văn minh đô thị phường Châu Phú B năm 2024. Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh là chuỗi các hoạt động được triển khai trong chiến dịch mùa hè tình nguyện 2024 bằng những việc làm cụ thể thiết thực sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp, văn minh an toàn, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Sau buổi lễ, các bạn đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải, khai thông nạo vét cống trên địa bàn phường.